Xin chào các bạn. Mặc dù cũng khá là bận rộn với các công việc như là MC này, công việc văn phòng và cả công việc kinh doanh nữa, nhưng mà cũng là con gái thì Mai Trang cũng rất là thích làm đẹp và đặc biệt là mua sắm những bộ trang phục thời trang cho bản thân mình. Và cũng có một địa chỉ mà Mai Trang thường xuyên tới để mua những trang phục cho bản thân khi mà đi chơi này, đi dạo phố, đi làm và cả đi dẫn nữa. Đó chính là thời trang Orchid. Vậy thì ngày hôm nay Mai Trang sẽ giới thiệu địa chỉ đó tới cho quý vị và các bạn nhé. Mai Trang chia sẻ rằng việc lựa chọn trang phục của cô trước đây thường khá ngẫu hứng, có lúc đẹp mà nhiều khi cũng lựa chọn sai, vừa không thực sự phù hợp, vừa tốn kém thời gian công sức mà không hiệu quả. Trong khi đó, công việc đứng trước máy quay, Mai Trang cần sự chắc chắn là phải đẹp, song hành với việc nhanh nhạy bắt kịp với xu hướng thời trang. Và một thương hiệu thời trang đã giúp Mai Trang ngày càng trở nên đẹp hơn, đó chính là thời trang Orchid. Dù là một thương hiệu còn khá mới, nhưng Mai Trang không quan trọng về điều đó. Sức hút của Orchid chính là sự sáng tạo, tinh tế, được ví như một làn gió mới trong các thương hiệu thời trang ở Hà Nội và các tỉnh thành. Có ngắm nhìn Mai Trang trong những bộ trang phục của Orchid mới thấy được vẻ đẹp và sự tinh tế của thời trang mang lại. Không chỉ là những trang phục kiểu dáng cổ điển, mà thời trang công sở Orchid còn hấp dẫn với kiểu dáng đa dạng, nhiều mẫu mã, lịch sự mà vẫn trẻ trung tươi mới. Mai Trang cũng nhận xét chất liệu của Orchid khá đẹp. Vào mùa hè này, chất liệu được lựa chọn khá mát và lịch sự, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, nâng cao hiệu suất công việc, kể cả những khi phải di chuyển nhiều. Để nói về Orchid thì đây cũng là một trong những thương hiệu mà mình yêu thích từ khá là lâu rồi. Như là bộ đồ mà mình đang mặc thì cũng là một trong những bộ đồ mình đã từng mua của Orchid. Những cái thiết kế của Orchid như là các bạn cũng có thể thấy ở đây thì Mai Trang rất là thích. Bởi vì một phần là rất là đơn giản, rất là tinh tế. Mà hơn thế nữa là không chỉ mặc để đi làm mà còn có thể mặc để đi chơi này, đi dạo phố này. Cũng rất là tiện lợi, cũng rất là thoải mái. Và đặc biệt là giá thành thì cũng rất là phải chăng. Cho nên là Mai Trang nghĩ rằng là đối với những cái cô gái công sở hoặc là những cô gái mà yêu thích những lúc mà đi ra dạo phố thì cũng hoàn toàn có thể lựa chọn những trang phục ở Orchid. Ngày hôm nay, cô MC của chương trình Cà Phê Sáng đã lựa chọn cho mình được khá nhiều trang phục. Đó là những chiếc đầm suông phong cách, bộ đồ cá tính cho những chuyến đi du lịch hay dạo phố, trẻ trung với chân váy công sở hay những bộ đầm ôm phá cách về họa tiết. Như các bạn đã thấy đấy, ngày hôm nay thì Mai Trang cũng đã có một ngày mua sắm rất là vui ở Orchid, mua được rất nhiều những bộ trang phục khác nhau. Và Mai Trang cũng xin chúc cho các chị em phụ nữ cũng sẽ lựa chọn được thật là nhiều những trang phục ưng ý tại thời trang Orchid nhé. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, khán giả đã hiểu hơn về phong cách của cô MC VTV3 Mai Trang và xu hướng thời trang công sở hiện đại. Bởi sự tổng hòa giữa vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và phong cách chính là vẻ đẹp của các bạn gái, chị em phụ nữ hiện đại.